của nhà nước là đúng đắn rồi. Cái thứ hai là dân, là tôi là một người dân thôi nhưng mà cũng là rất đông tình ủng hộ. Nên là cũng yêu cầu cấp thiết của người tham gia giao thông. Dư nói chúng nó đến đưa đến nhà nước ra, chính phủ ra đang thì nhà gì theo quy định nhà nước làm, đang thì nhà gì ra rồi thôi. Nhưng mà với điều kiện là phải sạch trách nhiệm. Luật mà đã bắt buộc thì chúng tôi chấp nhận phải bắt buộc phải chấp nhận thôi. Còn như con để mà chúng tôi bằng lòng thì không bằng lòng được. Ví dụ mà nhà chị chứ chỉ có nhìn vô xe mà xe họ dẹp rất từ rất đông mà một chắc thì nhìn vô bốn đứa con ăn học, hai đứa học đại học. Chứ chứ nhà chị là chỉ có mong muốn nhà nước làm đăng cho đủ điều kiện cho chị làm ăn đứa con. Nếu như có kinh doanh buôn bán thì chỉ tận dụng một phần nhỏ thôi, còn lại phải trả lại cái vỉa hè bình thường cho những người đi bộ. Hàng nhất tỷ đông tinh là cùng muốn sạch sẽ vỉa hè mà cùng vì cuộc sống ở răng thu xếp ở răng cho dân có một cái nơi cuộc sống là làm việc tập trung ở răng đó, một cái phố nào đó để cho hợp hòa hợp với dân, với lòng dân, với dân là lòng nước thôi.